chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin của kênh Báo Nói ngày hôm nay, bao gồm những nội dung chính sau đây. 13 đại gia miền Tây sập bẫy nữ phù thủy gây mê. Người đàn bà bỏ thuốc chuột vào nồi bún bị điều tra về tội giết người. Thanh niên mang án hiếp dâm oan ở Cà Mau được xin lỗi. Chiêu đổi vàng giả lấy vàng thật tinh vi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian vừa qua, hàng loạt đại gia cho vay nặng lãi, bán xe máy, kinh doanh vật liệu xây dựng ở miền Tây vì ham của lạ đã sập bẫy nữ quái nghiện cờ bạc. Theo cơ quan điều tra, do không việc làm ổn định, Trần Thị Mái Em, 35 tuổi, cùng chồng là Nguyễn Văn Tú, 31 tuổi và Nguyễn Thành Sơn, 43 tuổi, đều ở tỉnh An Giang, bằng cách lừa đảo chiếm đoạt tiền để qua Campuchia đánh bạc. Mái Em đảm nhiệm việc tiếp cận, làm quen những đàn ông giàu có, đeo nhiều vàng. Sơn chuẩn bị thuốc mê, còn Tú làm nhiệm vụ đưa đón vợ đến điểm hẹn với các đại gia. Đầu tháng 7, biết ông Liêm ngụ ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, buôn bán xe máy, đeo nhiều vàng. Sơn lập tức báo với Mái Em. Người đàn bà này lấy cớ mua xe để tiếp cận và dụ con mồi đi uống cà phê. Nằm chung võng với đại gia, cô ta dịu dàng mời uống ly nước đã được bỏ 5 viên thuốc mê tán nhuyễn. 20 phút sau, nạn nhân bất tỉnh. Mái Em tháo dây chuyền và lắc, tổng cộng gần 7 lượng vàng 18 carat, rồi nhanh chóng ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Số vàng cướp được, người đàn bà này mang bán được 114 triệu đồng, cùng chồng nướng sạch vào casino. Một trường hợp khác, Mái Em biết ông Thạch, 53 tuổi ở thành phố Châu Đốc, là dân cho vay nóng ở các sòng bạc nên đã chủ động làm quen. Chiều ngày 1 tháng 8, được ông Thạch chủ động rủ đi tâm sự, cô ta nhờ chồng đưa đến quán cà phê Sân Vườn ở thành phố Châu Đốc. Khi ông Thạch đến, nữ phù thủy khéo léo rót nước trong chai đậu nành đã có sẵn thuốc mê mời uống. Sau khi uống được 2 ngụm sữa, ông Thạch mê man. Mái Em tháo 2 lượng vàng trên người nạn nhân. Trong đêm, cô ta đi thế chấp 1 lượng vàng lấy 30 triệu đồng rồi sang Campuchia đánh bạc. Giữa tháng 9, sau vài lần uống cà phê làm quen, Mái Em rủ ông Cao Văn Bén, 49 tuổi, đại gia ở huyện Chợ Mới, thuê phòng trọ vui vẻ. Với chiêu tương tự, cô ta đã lấy nhẫn vàng, dây chuyền và 165 triệu đồng tiền mặt của ông Bén. Nạn nhân sau khi xuất viện đã thuê băng giang hồ do Trần Thanh Toàn, 32 tuổi cầm đầu, nhờ truy lùng cô phù thủy. Sau khi lấy tài sản của ông Bén, Mái Em đi chuộc xe SH đã cầm trước đó, bán 3 lượng vàng rồi cùng chồng đốt sạch vào các sòng bạc. Hết tiền, cô ta về quê định tìm con mồi khác thì bị đàn em của ông Bén bắt đưa về quán cà phê. Mái Em bị buộc tháo hết nữ trang trị giá gần 70 triệu đồng, làm giấy bán xe SH với giá 75 triệu đồng, viết giấy nợ ông Bén 280 triệu đồng. Theo biên nhận, cô ta đã trả trước 145 triệu đồng, số còn lại phải thanh toán trong vòng 2 tháng. Chấp nhận điều kiện đưa ra, nữ quái được băng giang hồ thả về. Tuy nhiên, lúc này cảnh sát đã ập vào bắt giữ Mái Em và nhóm giang hồ của ông Bén. Sau đó, chồng của nữ quái và Sơn lần lượt bị bắt. Sau 3 tháng điều tra, Mái Em khai nhận từ tháng 4 đến tháng 9 đã cùng đồng phạm gây ra 13 vụ gây mê, cướp tài sản của các đại gia ở miền Tây. Tổng số tài sản cướp được hơn 25 lượng vàng và 200 triệu đồng. Gần đây, hành vi bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của một người phụ nữ đã khiến cho mọi người rất hoang mang và lên tiếng chỉ trích gay gắt. Ghét đứa cháu họ giành chén cơm và tranh chấp đất đai với mình, bà Điệp đã bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của chị này. Hàm lượng độc tố đã có thể gây chết người. Ngày 27 tháng 12, Công an quận 9 hoàn tất hồ sơ bàn giao bà Hồ Thị Ngọc Điệp, 52 tuổi cho Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm là người đã bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu của chị hàng xóm, cũng là cháu họ, hai hôm trước để trả thù việc tranh chấp đất. Theo điều tra ban đầu, chị Trần Thị Bạch Tuyết, 37 tuổi, đã từng có thời gian phụ việc cho cô họ là bà Điệp ở quán bún riêu. Sau đó, chị này ra mở quán riêng cách đó vài trăm mét. Bực tức vì bị đứa cháu giành chén cơm, hai bên cũng đã xảy ra việc tranh giành đất đai, nên bà Điệp thường xuyên chửi bới chị Tuyết. Rạng sáng ngày 25 tháng 12, lợi dụng lúc chị Tuyết đi mua gia vị nêm nếm nồi bún riêu, bà Điệp đã lén đổ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo đang sôi.
khi chủ quán quay về, phát hiện nồi bún nổi bọc trắng, có mùi hắc bất thường. Vào nhà, xem lại camera an ninh, chị Tuyết thấy bà Điệp đã tiếp cận nồi bún, bỏ thứ gì đó vào trong. Làm việc với cảnh sát, bà Điệp đã thừa nhận do bực tức cháu gái nên đã bỏ thuốc chuột vào nồi bún, để chị Tuyết mang tiếng xấu và không có khách đến ăn nữa. Một cán bộ điều tra cho biết, kết quả giám định cho thấy nồng độ độc tố trong nồi nước có khả năng gây chết người. Đây là căn cứ xử lý bà Điệp. Chị Tuyết đã có làm đơn bãi nại cho bà ấy, nhưng sự việc có tính chất nghiêm trọng, cần được điều tra, xử lý nghiêm. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thanh niên mang án hiếp dâm oan ở Cà Mau được xin lỗi. Sau khi được tòa tuyên tăng thêm tiền bồi thường cho hơn 1.300 ngày ngồi tù oan, tội hiếp dâm trẻ em, thanh niên ở Cà Mau được cơ quan công tố xin lỗi. Ngày 27 tháng 12, Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Cà Mau đã công khai xin lỗi anh Tô Phương Trọng, 22 tuổi, tại nơi ở xã Tân Thành, thành phố Cà Mau vì đã truy tố oan cho anh này tội hiếp dâm trẻ em hơn 7 năm trước. Đại diện cơ quan công tố chân thành xin lỗi vì đã gây ra oan sai, đồng thời hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, tránh lặp lại trong thời gian tới. Người nhà anh Trọng nói và cho biết cơ quan này cũng đã đăng báo công khai xin lỗi anh. Hồi tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm vụ án tranh chấp đòi bồi thường oan sai của Trọng kiện Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Cà Mau đòi bồi thường 3,1 tỷ đồng vì ký lệnh bắt giam oan với anh. Tòa tuyên nâng số tiền bồi thường cho thanh niên này từ 252 triệu đồng theo án sơ thẩm lên 325 triệu đồng. Theo hồ sơ, chiều ngày 5 tháng 11 năm 2008, anh Trọng lúc đó là học sinh lớp 7 với bé Ngọc 5 tuổi ở huyện Đầm Dơi vào sân bưu điện cũ của xã Tân Đức Thái Cao. Nghe tiếng người lớn gọi, bé gái chạy ra gặp người phụ nữ cùng xóm và được dẫn về nhà ông ngoại Lê Văn Dũng. Nghi cháu gái bị xâm hại, ông Dũng cùng mẹ nạn nhân tố cáo Trọng với chính quyền địa phương. Tối cùng ngày, nam sinh bị mời đến nhà ông Dũng lập biên bản. Tại đây, Trọng cho hay mình và bé Ngọc vào bưu điện xã để hái trái cao, không xâm hại bé gái. Hôm sau, Trọng bị chuyển lên cơ quan huyện để lấy lời khai và cuối cùng bị công an tỉnh Cà Mau khởi tố, tạm giam về tội hiếp dâm trẻ em. Hơn 2 tháng điều tra, công an xác định Trọng bồng bé gái đưa qua hàng rào phía sau bưu điện rồi vòng qua cửa trước vào trong nhà vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại. Tháng 6 năm 2010, Trọng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 6 năm tù. Cho rằng bị kết án oan, Trọng kháng cáo. Tháng 11 năm 2010, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cơ quan tố tụng tỉnh Cà Mau điều tra lại. Theo hội đồng xét xử, Trọng khai bị dụ cung, hướng cung và nhiều lời khai mâu thuẫn nhau khi làm việc với cơ quan điều tra cấp huyện và cấp tỉnh. Tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên Trọng không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tháng 5 năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Chuyển sang thông tin kế tiếp, chiêu đổi vàng giả lấy vàng thật của nhóm nghiện. Ngày 27 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ Lê Văn Hậu, 34 tuổi, Nguyễn Văn Huyên, 31 tuổi, Đỗ Văn Tân, 24 tuổi, Phạm Văn Vinh, 25 tuổi và Phạm Thị Nhung, 29 tuổi, cùng trú ở Hưng Yên, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5 tháng 12, Hậu đưa tiền cho Lê Văn Hưởng đến tiệm vàng trên đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn, mua một dây chuyền 10 chỉ có giá 34 triệu đồng. Tân được giao nhiệm vụ làm giả vàng đã cắt rời hai đầu móc dây chuyền thật, có dấu tiệm vàng rồi dùng đèn kho gắn vào dây chuyền giả đã chuẩn bị trước đó. Nhung đem dây chuyền giả đến tiệm vàng đổi lấy dây chuyền khác. Nhân viên cửa hàng kiểm tra thấy đầu móc có ký hiệu của cửa hàng nên đã đổi vàng cho Nhung. Nhóm này sau đó nấu chải các sợi dây chuyền đã bị cắt khóa, đem về Hải Dương tiêu thụ. Những sợi nguyên vẹn chúng đem bán tại các tiệm vàng khác mua ma túy sử dụng. Ngày 25 tháng 12, nhà chức trách bắt 5 nghi phạm, hai kẻ đã bỏ trốn. Nhóm người này khai lên Lạng Sơn thuê nhà nghỉ ở từ đầu tháng 12, đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo. Cận kề dịp Tết Nguyên Đán, các hành vi lừa đảo và trộm cắp cũng ngày càng nhiều hơn và tinh vi hơn, đòi hỏi người dân phải nâng cao ý thức hơn nữa để phòng tránh các thiệt hại cả về người và của.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của kênh Báo Nói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.